thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trong công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá, giới thiệu những nét bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh. Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021, tại Cung Văn hóa tỉnh, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Hòa Bình. Về dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Với hơn 300 bức ảnh tài liệu được thể hiện theo các chuyên đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, giới thiệu về quá trình xây dựng phát triển của tỉnh Hòa Bình sau 30 năm tái lập. Thông qua nội dung trưng bày triển lãm sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc về truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc tỉnh Hòa Bình trong 135 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật sau 30 năm tái lập. Từ đó phát huy truyền thống cách mạng, giá trị văn hóa tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, khẳng định sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17 đã đề ra.